Dạ vâng, em Khải Đăng Ô Tô giá rẻ Hải Phòng xin kính chào tất cả quý bà con, bác, anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khải Đăng Ô Tô Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Trước mắt quý vị anh chị là một đôi Vios màng cát mới về trong ngày hôm nay. Khải Đăng Ô Tô vừa về lên sóng báo giá cho bà con các anh chị ngay có thể. Vậy thì anh em cô bác nào mà chưa đăng ký kênh giúp Khải Đăng Ô Tô thì hãy đăng ký kênh, ấn nút thông báo, bật chế độ tất cả lên để mỗi chiếc xe nào về Khả Năng Ô Tô đều có thể lên sóng báo giá. Khi nào đăng lên phát người ta tinh một phát là bà con các bác vào ủng hộ Khả Năng Ô Tô. Không xem thì không mua thì xem, mà không xem thì ấn like anh em nhé. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Thì hôm nay Khả Năng Ô Tô lên sóng báo giá hai chiếc Vios đời 2015, một bản đủ và một bản thiếu cho bà con lựa chọn. Một chiếc là biển Thanh Hóa, một chiếc biển Hà Nội. Biển Hà Nội này bản đủ nhá, Vios E đời 2015. Đó. Bản E thì nó có động cơ 1.5 và có túi khí ABS. Còn bản động cơ 1.3 đây là nó bản thiếu, nó vẫn có túi khí nhưng nó không có ABS và động cơ nó là 1.3. Thì hai chiếc này nó chênh nhau bao tiền và nó có hơn nhau cái gì thì chúng ta hãy cùng đi vào kiểm tra chi tiết từng chiếc một để chúng ta lựa chọn hợp lý giá tiền thì chúng ta mua. Đến với Khả Năng Ô Tô, số điện thoại 0326062789. Hiện tại Vios bằng cát đời 2015 này Khả Năng Ô Tô còn 3 chiếc, 2017 còn một chiếc màu trắng anh em nhé. Đó, nên bằng cát này có rất nhiều sự lựa chọn cho bà con các anh chị lựa chọn luôn. Anh em cứ an tâm đến xem xe, mua xe chắc chắn sẽ mua được xe luôn. Đây thì chúng ta gặp gỡ một chiếc xe bản thiếu xem nó có gì, và bản đủ có gì thì bản thiếu trước. Bản thiếu biển Thanh Hóa 36A68099 khá là đẹp. Sơn xi căng bóng sạch sẽ. Cũng có na đăng đúc, có xi nhan gương tích hợp, cục xòe gương đầy đủ hết rồi. So với bản E này nó chỉ thiếu mỗi ABS thôi, còn đâu là lân kịch rồi. Còn lại là nó sở hữu động cơ 1.3. Nó sẽ không mạnh mẽ bằng con 1.5 kia, nhưng mà độ tiết kiệm xăng thì nó ngang nhau. Có thể là 1.3 nó nhỉnh hơn, nó nhỉnh hơn về độ tiết kiệm xăng vì nó 1.3 thôi mà. Nhưng mà thực ra không chênh nhau là mấy. Nếu anh em mà đi đường hơi dốc hoặc là đi hơi tốc độ cao một chút hay trở nặng một chút thì 1.5 sẽ tiết kiệm hơn một tí. Anh em đừng nghĩ là cứ 1.3 bé là sẽ tiết kiệm nhé. Thì nếu anh em đừng bằng thôi, nếu đừng núi hoặc đừng đồi thì 1.5 nó sẽ khỏe hơn 1.3. Nói gì nói dung tích xi nhan nó cũng lớn hơn một chút. Thì cái form dáng của nó thì giống hệt nhau. Khung gầm em nghĩ là giống hệt nhau, chẳng khác gì cả. Đó. Chỉ một chút thôi mà nó chênh nhau có mấy chục triệu. Và Khả Năng Ô Tô đang chào bán chiếc này với mức giá là 279 triệu đồng đời 2015 phiên bản động cơ 1.3 nhé. Biển 36A68099 đây. Đó, bên ngoài thì rất là đẹp, căng bóng, tất cả những đường gân gờ quanh xe đều và mượt, thẳng tắp luôn. Na răng đúc. Túi khí hai bên hai cái. Gương kính chỉnh điện. Cụp gương đầy đủ. Sạch đẹp này. Nội thất như nào thì chúng ta kiểm tra luôn. Đây anh em nhé, nội thất đã được lên hai màu như bản E rồi. Bình thường bản 1.3 thì nó chỗ này nó màu đen giống như bên trên này. Đấy, đây đã lên hai màu. Keo chỉ zin nhé các bác nhé. Keo chỉ zin này. Ghế nội thất các thứ thì em thấy nó còn khá là bẩn, thì chúng ta về vệ sinh nó đi. Đánh bóng nội thất các thứ để bên em hỗ trợ các khách hàng được. Chân ra. Và có quả vô lăng cũng khá là đẹp, sạch sẽ. Củ số đẹp đây, màn hình chưa có nhé. Em còn một chiếc nữa biển 23, em có màn hình Android rồi, em đang bán 286 triệu. Nó hơn một số đồ anh em ạ. Thì nó giá nó chênh hơn vài triệu thôi. Nhưng hợp lý giá thì giá nào chả bán, bà con thiện chí đến alo Khả Năng Ô Tô đây. Dòng này thì Vios thì bao bền bao đẹp cho bà con. Dòng này nó bền lắm, Vios mà. Chính vì thế mà vì sao Sunny mà đời 2015 mà giá bên em chỉ khoảng 228 triệu, 230 triệu thôi. Anh em nhé. Còn lại bên còn những chiếc Vios này mà đời 2015 mà giá lại bản thiếu mà không có ABS nhé, Sunny còn có ABS. Mà giá lại tận những 280 triệu cơ. Vì độ thông dụng và độ bền nó cũng thực sự là nó cũng chênh lệch một chút. Đấy, người ta quen mắt hơn. Và form dáng nó cũng đẹp, thực sự đẹp luôn. Với cửa tiền 280 thì nó khá là bắt mắt và hợp giá tiền. Đây. Anh em có thể nhìn thấy ông sơn xi thì mình còn cần tỉa toát thêm một chút nữa. Chỗ này nó đang bật bật tí sơn này, mình tỉa một chút nữa cho nó đẹp đẽ, sạch sẽ, keo chỉ zin này. Tất nhiên là những xe này Khả Năng Ô Tô có cam kết bán không đâm đụng ngầm nước cho bà con. Nên bà con cứ an tâm. Đây. Nội thất này cũng gọi tương đối là sạch sẽ rồi, khá là đẹp mắt. Với cửa tiền mà chúng ta đang mong đợi thì khá là ok anh em nhé. Đó. Rồi thì chúng ta cùng gặp gỡ với anh trai của nó. Anh trai của chiếc bên cạnh đây. Thì nó với động cơ 1.5 to khỏe hơn, mạnh mẽ hơn, bản đủ, trang bị túi khí phanh ABS an toàn. Chiếc xe này thì Khả Năng Ô Tô đang chào bán tại cửa hàng đời 2015 với mức giá là 315 triệu đồng. Có hỗ trợ bao rút hồ sơ gốc cho bà con có anh chị. Đặc biệt cái là chiếc này biển Hà Nội tên tư nhân, nên là anh em có thể giữ biển, sang tên vào biển Hà Nội, nó cũng đỡ tốn tiền hơn so với dòng xe bên chiếc bên cạnh. Cũng không biết gốc ở đâu nhưng mà
biển Hà Nội nó là một cái gì đó vẫn giữ được. Anh em nào người khu vực gần Hà Nội thì anh em có thể giữ được chiếc này. Anh em đi lại công tác làm việc ở bên Hà Nội thì nó cũng dễ hơn nhé. Thủ đô mà. Biển số nó cũng VIP hơn một chút anh em ạ. Ngay tiền biển của nó đã một khi đã lột tiền biển vào trong Hà Nội thì nó hoặc Hồ Chí Minh thì là người ta đã đánh tiền biển mất 20 triệu rồi, nên là nó khá là đắt. Đó, và xe này chênh giá không đáng bao nhiêu cả, chính thức là 315 triệu đồng. So với chiếc kia thì khoảng 35 triệu, hơn 35 triệu. Nhưng vẫn bao rút hồ sơ hỗ trợ cho bà con các bác anh chị đi lại. Anh em nào quan tâm alo trực tiếp Khả Năng Ô Tô. Vios bản E đây thì nội thất là nguyên bản theo xe anh em nhé. Tất cả đều nguyên bản theo xe hết. Keo chỉ cánh tất cả mọi thứ đều nguyên zin này. Đây này, vân sân cánh cửa con này đẹp hơn hẳn, anh em nhìn thấy không? Nội thất đẹp gấp đôi luôn. Đấy, ngay cả ghế ra này anh em nhìn nhé. Nét căng luôn từ trong ra ngoài, có màn hình rồi. Màn hình cam nùi đầy đủ hết này, màn hình này. Rất là đẹp, màn hình Android sao ấy. Đây là phần táp nô, táp pi cửa này, anh em nhìn thấy không? Ngút ngùa luôn nội thất này. Đẹp lắm, những chiếc xe như này thì trần nỉ nguyên bản nữa, các bác nhìn thấy không? Sạch sẽ, đẹp đẽ, tên tư nhân có khác. Xe đi người ta phải sửa chữa rồi nâng cấp rồi nó vệ sinh sạch sẽ như này nó mới đáng tiền nhé. Nhiều anh em để xe bẩn quá, đôi khi cái chiếc kia là bẩn kìa, nhưng mà người ta chưa dọn thôi, dọn lên này khá đẹp nhưng mà nó hơi bẩn một chút, nhìn nó không được bắt mắt. Đây, hiện tại nhà em còn rất nhiều những mẫu xe nhá. i10 kia anh em nhìn này, các màu nhá, xanh đỏ tím vàng kìa, đấy chưa, bạc bung đầy đủ hết, trong kia còn màu trắng nữa, còn rất là nhiều màu cho bà con lựa chọn, nên bà con cứ an tâm không mua chiếc này mua chiếc khác. i10 này, ở Kia Karen nhé, rồi Innova này. Đó, khá là nhiều xe về trong một ngày cho bà con lựa chọn này. Nội thất đẹp, con này nội thất đẹp kinh khủng luôn. Em thấy nó đẹp kinh khủng luôn đấy. Đi máy gầm chắc chắc chắn lắm các bác nhé. Vừa em mới chạy đi mua quần áo bóng đá xong. Nên rất là chắc. Đây. Tắp đi cửa vân sần cánh cửa còn nguyên. Không hề mất một cái vân nào cả. Đó, cứng cáp này, keo chỉ zin không đâm đụng. Cửa rả chắc lịch. Máy số zin. Máy trước này còn zin nữa các bác nhé. Vệ sinh mỗi cái do mặt máy thôi còn đâu là zin hết. Đây này. Bên sân này. Đấy, vô lăng của nó cũng đẹp. Em thấy cái vô lăng của nó cũng đẹp xuất sắc này anh em nhìn thấy không? Vô lăng khâu ra nhưng mà nó đẹp như này. Nhìn không thể chê đâu được. Hơi bóng bóng một tí, đúng đầu mà mép con tay một tí tí thôi, còn đâu là rất đẹp. Đây. Nhìn này, đấy, xuất sắc luôn. Màn hình quá đầy đủ rồi. Kiểm tra phần khoang máy xem phần máy móc như nào. Đấy, úi dồi, máy chắc thế anh em, máy chắc luôn. Màn hình là màn hình Android nhá, có tích hợp chỉ đường này. Có rất là nhiều thứ ở trong cái chiếc xe này, có cả Wi-Fi và Bluetooth các kiểu anh em nhé. Đấy, có Wi-Fi với viết cho đề cổ cho bà con lựa chọn rồi các đa phương tiện. Mọi thứ nói chung là nó tích hợp hết, có cả cam nùi luôn, nét căng luôn. Đó, về chẳng phải làm gì cả, chỉ việc đổ xăng thôi. Với mức tiền thì xăng thì nó rất là phù hợp. 5,5 lít xăng trên 100 km. Trong cái thời điểm xăng tăng giá này thì em thấy khá là ok. Đây, máy zin nó nổ êm nữa này. Nhìn rất là êm, khoang máy sáng bóng này. Đấy anh em nhìn thấy không, khoang máy sáng bóng luôn, đẹp xuất sắc luôn. Từ trong ra ngoài sạch sẽ. Bình ắc quy là mùng 9 tháng 9 năm 2021 này các bác nhìn này. Keo chỉ cabo này. Không mất một phân nào luôn. Không mất một phân nào. Đấy, đầu răng sắt xi, tai đèn các thứ mọi thứ là nguyên zin hết nhé. Bản đủ có cụm phanh ABS ở trong này anh em nhìn thấy không? Ở trong này này, râu râu đây. Đấy, cụm phanh ABS đấy. Đây là bản đủ nhé. Và động cơ 1.5 nó lổ đều đặn và chắc định. Không hề rung giật. Máy không rung một chút nào các anh em nhìn thấy không? Rất xuất sắc luôn. Đó, chiếc này thì Khả Năng Ô Tô đang chào bán mức giá là 315 triệu, hỗ trợ 3 rút hồ sơ cho bà con các anh chị. Đấy, nộp lá cho bà con, tiền lại đi lại cho bà con đến xem xe. Đó, tiếp nó thì bản Z 1.3 đây thì em nổ máy luôn cho bà con nghe nhé. Nổ máy luôn chiếc này cho bà con ngắm luôn. Đấy. Đây cho mọi người nắm luôn này. Không khác nhau nào mấy. Chiếc này nó chỉ khác tia ABS mới lại gì thôi. Tất nhiên là bản đủ bản thiếu nó phải khác nhau một chút. Giá tiền nó chênh lệch ngay từ đầu. Nhưng mà keo chỉ chiếc này cũng nguyên zin này. Nguyên zin luôn. Cabo là nguyên zin luôn. Không hề đâm tí nào. Và khoang máy nổ cũng rất là êm luôn anh em nhé. Êm luôn nhé. Máy zin luôn. À, đẹp sạch sẽ. Thiếu cụm phanh ABS, nó là phanh thường thôi, phanh dầu thôi. Nhưng thực ra là nếu mà cao tốc mà anh em đi mới cần thôi. Còn bình thường anh em đi chẳng cần đâu. Cứ phanh thường mà đi. Đấy.
giá tiền nó hợp lý hơn, nó rẻ hơn thì anh em có thể lựa chọn một chiếc xe hơn 30. Một chiếc xe thì dưới 30, kém 30 nhưng mà nó hơi thiếu thiếu một tí. Đấy, full đồ rồi, na răng đúc rồi, gương kính chỉnh điện đều giống nhau hết, khung gầm như nhau. Rồi, trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào mọi người trong clip tiếp theo.